Để em đi giao bánh mì với anh nha. Thôi em ở nhà đi, anh đi với anh Minh được rồi. Thôi, không có được đâu. Anh Minh ở nhà đi, để em với anh đi vào. Thôi, bánh mì vô đó, mèo. Để cháy nước à. Em ở nhà đi, nắng nôi cực khổ lắm, để anh với anh Phát đi được rồi. Với lại chú ăn cái gì mà mặc đồ hôi dữ vậy? Ủa? Mày nghĩ tao ăn cái gì mà mặc đồ mà hôi dữ gì gì với Minh? Mày nghĩ tao ăn cái gì? Chú ăn cái gì con ăn lấy. Con cũng hôi nữa. Hôi hơn chú luôn. Mày hôi hơn tao cái gì nữa không hôi hơn. Đứng đây mà tao chịu còn không nổi nữa. Con không đi Đà Lạt chúng tao đâu. Cho con mượn xe con chở má bạn gái con đi bơi được không? Mày chở nguyên dòng họ bạn gái mày đi chơi cũng được nữa. Anh Minh, em á hả là em nghi ngờ anh lắm đó nha. Nghĩ gì nghi? Tụi em có mua vé số không? Trời, biết ngay là ông này dở trò mà. Dạ, gãy chân anh ơi. Vé số, lần sau hả, lần có thoát được với em đâu. Trời ơi, gãy dây luôn rồi. Ông chủ ơi, cho con nghỉ phép đi ông chủ. Ô vui quá xa là vui, nhà trai hằng ai bên gái. Nhanh lên mày. Ờ em tới liền. 50 ổ. Nhanh lên nhanh lên. Anh Phát, để em đi giao bánh mì với anh nha. Thôi em ở nhà đi, anh đi với anh Minh được rồi. Thôi, không có được đâu. Anh Minh ở nhà đi, để em với anh đi vào. Thôi, bánh mì vô đó, mèo. Để cháy nước à. Em ở nhà đi, nắng nôi cực khổ lắm, để anh với anh Phát đi được rồi. Không thích đó. Em Minh nói đúng đó, em ở nhà đi, nắng lắm. Anh quan tâm em hả? Đừng quan tâm ta vậy mà. Ủa hai thằng quan tâm mà. Anh Phát nói là chân thành hơn. Chân thành ở nhà đi, để chân nhanh đi giao bánh mì. Chân nhanh là gì? Là nhanh chân á. Thôi, anh đi giao bánh mì nha, ở nhà nha. Thôi. Anh Phát. Anh đi à? Ôi ôi, anh Phát bữa nay diễn nét sức ca lạnh lùng với tôi. Biu biu. Em chờ về nha. Dừng lại coi. Gì? Tin nhắn đâu mày đưa tao coi địa chỉ coi. Chạy gì 80 vòng không tới vậy? Khách người ta gọi chứ mới nhắn tin. Vậy đưa đây tao gọi tao hỏi địa chỉ. Con không có số điện thoại luôn. Mày nói chuyện gì kỳ vậy? Gọi mà không có số điện thoại là sao? Là có khách gọi hay không hay là mày tự nổ hàng? Thì nói chung là không ai đặt hàng hết trơn á, tại em buồn nên kiếm chuyện làm cho bận rộn, với lại cũng đỡ nhớ. Ê da, mày rảnh quá ha. Mày buồn là chuyện của mày, tự nhiên lôi cái chuyện làm ăn vô giải quyết nỗi buồn là sao? Đồ nguyên đống bánh mì nè, ai ăn? Mày ăn nha, tao là ăn bánh mì hết nổi rồi đó. Tôi phụ em ăn với chứ. Với lại á, cái bánh mì này nè, cứ trừ vô tiền lương của em tháng này đi. Mày còn lương hả trừ? Mỗi thế gian tình là gì mà sao mà tối ngày mày bắt tao ăn bánh mì trừ cơm hoài vậy? Thằng ông nội. Bây giờ mày chở tao về, rồi mày làm gì mày làm. Mày đi tự tử cũng được nữa. Anh nhanh lên. Ở cái tiệm bánh mì này á, nếu mà không có chú Màu á, cảm giác anh giống như là ông chủ vậy á. Phát ơi, ăn cam nè. Không. Mày không ăn cam tôi đuổi việc mày nha mày. Chắc em sợ anh à. Mày sợ cái thằng. Mày buồn mình mày tự kỷ rồi mày. Thôi, đừng có chọc anh nữa. Chị đặt 50 bánh mì hả? Dạ. Chị nhắn địa chỉ qua đi, em giao qua liền. Dạ. Anh Minh, có đơn hàng mới kìa, khách mới đặt 50 ổ luôn á, mỗi lợi nhân 10 ổ, qua phụ em làm, nhanh đi. 50 ổ luôn hả? Ừ. Là 50 ổ bữa tao mày đi tìm không gặp địa chỉ hả? Giờ tìm gặp được rồi hả? Mày gạt tao nữa hả? Tao chửi mày chưa có đủ sợ hả? Anh nói gì vậy anh Minh? Em đâu có khờ đến mức độ mà dùng một chiêu mà xài hai lần đâu. Nếu mà muốn gạt anh em xài chiêu khác rồi kìa. Ờ đúng rồi ha. Mày không có thể dùng cái chiêu này gạt tao được nữa. Nhưng mà mày đâu có nghĩ được cái chiêu nào khác. Nên mày phải dùng chiêu cũ mày gạt tao. Anh thôi đi. Không có ai mà tự nhiên mà đặt bánh mì xong rồi móc tiền túi của mình ra trả mày nhiều gì hết á. 50 ổ lần.
em tin anh. Giỡn hoài. Có số khách hàng không? Đưa đây tao gọi. Có. Mới vừa gọi em luôn nè, em gọi lại cho anh nói chuyện luôn. Nè, anh nói chuyện đi, gọi rồi đó. Dạ alo. Dạ tiệm bánh mì ông Màu xin chào ạ. Dạ chị ơi, chị có thông đồng với Pháp mua 50 ổ không chị? Dạ không có thông đồng hả chị? Dạ chị mua 50 ổ làm chi dữ gì chị? Dạ chị em xin lỗi. Anh nói chuyện khách hàng mà nói chuyện kiểu đó mất khách sao? Tao mua làm chi kệ người ta. Nhưng mà tao vẫn không tin. Mày nhờ người nhà mày mua cho đỡ buồn phải không? Nhưng mà người nhà mua cũng được, trả tiền là tao làm à. Rồi vậy thì qua phụ em liền, nhanh. Hai đứa mày đi làm đi. Còn anh làm gì? Tao ngồi đây chờ chú Màu về, tao bàn giao cái chỗ này tao mới đi làm được. Rảnh quá. Tai ải tai ai, tai ảnh tai anh Phát nè. Trời ơi anh Phát ơi. Ôi bạn thấy anh đẹp như con gái vậy á. Em nói gì tin? Tai anh xấu quắc gì mà đẹp gì trời. Không, tại anh nhìn á, quen rồi anh nói vậy á. Chứ em nhìn bao nhiêu cái tay con trai rồi, tay nào đẹp bằng tay anh hết trơn. Đúng rồi, bàn tay của em đẹp, nhưng mà có một bàn tay đẹp hơn nữa. Tay ai? Bỏ xuống đi. Nè, đẹp và ấm áp. Ngu nhiên. Cái gì mê trai. Bớt bớt lại được không? Không. Anh Phát. Hả? Tay anh đẹp vậy á, mơ mốt mà anh có vợ á, anh có phụ vợ anh làm việc không? Phụ chứ. Anh thanh niên trai tráng sức dày vai rộng, không lẽ ngồi đó nhìn vợ anh làm phụ hết á. Tưởng đâu là chồng người ta, nhìn qua nhìn lại thì ra chồng mình đẹp trai ga lăng nghĩ đúng gu em luôn. Cái gu em hả? Em thích thôi. Anh có thằng bạn y chang vậy, để anh làm ai cho. Không. Tìm đâu xa xôi, em thích ở gần sát bên hà. Không có xa đâu, kế bên nè, thằng bán bánh bò nè. Công này, đồ đâm xù bể không à. Sao nay có cái chậu xương rồng này đây ta? Bà ra đó. Sợi dây tấm thiệp. Nếu Phát cũng thích tin thì buộc nơ lên cây nhé. Tôi sẽ cho ước muốn của cô thành hiện thực. Buộc nơ lên cây nhé. Anh Minh, em mới đi giao ống mì gần đây nè. Nhìn ông đó ông bèo bèo mà ông chơi sang dễ sợ. Bo em 20 ngàn luôn á. Đã vậy? Ừ. Thôi, vô uống nước đi. Chắc mệt lắm rồi ha. Đi đi em. Đi, dẹp quán về luôn nha. Dạ. À. Kêu tao dọn quầy thì nói đại đi mà đặt mày uống nước. Gì đây? Yeah, ảnh đồng ý rồi. Trời ơi, tía má ơi, con xin phép con rể về cho tía má rồi. Anh Phát. À. Anh có điều gì muốn nói với em không? Ờ, không. Anh không có gì muốn nói với em á. Cỡ và mày đặt lạnh lùng nữa. Cưng xỉu ngay xỉu giọng xỉu lên xỉu xuống nha. À thôi, em hiểu mà. Bây giờ ở đây không tiện lắm. Tối nay mình hẹn đi chơi. Rồi anh nói cái gì em cũng lắng nghe hết. À, anh hơi mệt. Đi chơi hả? Em đuổi anh Minh được không? Cũng đúng thôi. Tính ảnh hay ngại, chắc là mắc cỡ đây mà. Không sao, miễn cho mình cơ hội là được rồi. Tinh ơi, ra dọn phụ anh nè. Dạ.
mà em có con á, con trai em đặt tên Phong, con gái em đặt tên Nguyệt, anh thấy ổn không? Tên Phong với tên Nguyệt đẹp á. Nhưng mà em phải lót chữ Kinh nha, đẹp hơn. Anh đừng nhiều quá. Em đang nghĩ tên con của em, nó nữa là cháu của anh luôn đó, mà ông nghĩ giùm em đi. Trời đất, dám nó chuẩn bị thiệp đám cưới ngay từ bây giờ luôn chứ. Nếu Phát cũng thích tinh thì buộc nơ lên cây nhé. Anh Minh, anh Minh, anh Minh, anh Minh, cái này là sao đây anh Minh? Em không cột, tinh chắc chắn là không cột rồi. Anh cột đúng không? Tại anh thấy mọi người làm việc căng thẳng quá, anh làm vậy cho mọi người vui vẻ. Vui lên, vui lên, vui sao lên. Sao mà vui được? Anh làm vậy tin hiểu lầm rồi sao? Ồ, ồ, anh nè, 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 nè. Cái này anh với lại tin tự giải quyết đi nha. Thôi dọn quay về em, dọn quay về. Anh Minh, anh giờ xấu em hả? Hả? Thù này mà không trả em, trời ơi. Đây. Bác ơi, dọn về đi, tao tập thể dục rồi nha. Dọn về đi, tao tập thể dục rồi. Mà sao chú mặc cái bộ đồ mà nó hôi dữ vậy? Với lại nãy sao không kêu vô sân bay đón? Đón cái chỗ gì mà xa tít một hơi, kiếm muốn chết. Mày tao thấy tò mò quá giới hạn rồi đó nghe. Tao lo làm công việc cho nó tốt đi. Nhiệm vụ lái xe giặt đồ thì lo làm gì đó đi. Ừ, tò mò nhiều quá đây nè, nha, bỏ bụng vô thúng bưng về quê nhai gạo cho heo nái ăn á, biết không? Chú nói vậy chứ dễ gì chú đuổi con. Với lại chú ăn cái gì mà mặc đồ hôi dữ vậy? Ủa, mày nghĩ tao ăn cái gì mà mặc đồ mà hôi dữ gì gì vậy Minh? Mày nghĩ tao ăn cái gì? Chú ăn cái gì con ăn lấy, con cũng hôi nữa, hôi hơn chú luôn. Mày hôi hơn tao chứ gì nữa, không hôi hơn. Đứng đây mà tao chịu còn không nổi nữa nè. Ở đâu lên xe vậy ông nội? Ủa chú, sao chú ăn mặc nhìn xốc xếch thì ghê quá vậy chú? Mà hôi quá vậy. Trời ơi, thua ông bán vé số nữa. Lên xe gì hộ xe làm sao? Mày riết rồi mày làm giống ông chủ à. Tao tài xế, mày lên sau ngồi đi. Thì đó, tao nhìn tưởng con là ông chủ, nhìn chú giống như tài xế vậy á. Lấy xe rồi lấy xe đi. Về đi đâu chú, hôi quá, đi nhanh nhanh đi, không chịu nổi. Trở về công ty đi, tao có công chuyện gấp. Trời ơi, chú mặc đồ gì của công ty hả? Ai cho chú vô? Mày có chuẩn bị bộ đồ cho tao không? Ghê quá. Thì chạy lên khúc vắng thì tao thay đồ luôn. Thay đồ xe luôn hả? Thì thay trên xe chứ xe đâu? Xe tao tao muốn làm gì tao làm chứ mày hỏi gì với Minh Dược? Con chưa có vợ mà thay đồ ghê quá. Vậy vừa chạy xe vừa nhắm mắt á. Sạp quá. Hôi quá. Mày uống thuốc chưa? Thôi đi, hồi quá. Cứng đầu kìa. Mày cũng cứng đầu vậy. Dạ, con chào bà chủ. Nè, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, không được để đồ dơ trên xe của chủ tịch nữa, cậu biết chưa? Dạ, con biết rồi bà chủ. Bữa nay lịch trình sao? Dạ, bữa nay con chở ông chủ đi Vũng Tàu, rồi coi đua chó bà chủ. Dạ, rồi đi ngắm hoàng hôn ngoài biển, rồi đi ăn hải sản, rồi ngủ lại đêm, rồi sáng về lại Sài Gòn bà chủ. Hết chưa? Dạ, có nhiêu đó bà chủ. Thiệt không đó? Dạ thật. Coi chừng tôi đó nghe chưa? Dạ bà chủ đi cẩn thận ạ. Xíu lộ luôn. Thiệt nó dối khổ ghê. Chú. Gì? Hồi nãy bà chủ hỏi lịch trình đi công tác của chú á. Con nói chú đi Vũng Tàu gặp khách rồi đua chó. Đi coi đua chó chứ tao chó đâu mà đua. Dạ. Rồi chú đi ăn hải sản rồi đi ngắm hoàng hôn. Chú phải nói y như con nha, chứ không thôi là ông nội con cũng đậu chú khô luôn á. Biết rồi. Mày sao cỡ này nói nhiều quá. Mày riết rồi đó. Giống như giám đốc tao giống bằng vậy đó. Nó cũng mơ ước của con mà. Gắng phấn đấu. Gắng chờ đi con. Dạ.
80 năm nữa, nghe không? Dạ. Giờ nổi không? Dạ, cố gắng. Cố gắng phấn đấu đi ha. Dạ, nhưng mà giờ chú xuống đây rồi con đi đâu chú? Thì mày muốn đi đâu đó đi, lấy xe tao đi chơi đi. Muốn đi đâu đi, Đà Lạt, Vũng Tàu gì đó đi cho nó đã đi, giờ nào tao điện có mặt được rồi. Không, con không đi Đà Lạt, Vũng Tàu đâu. Cho con mượn xe con chở má bạn gái con đi bơi được không? Mày chở nguyên dòng họ bạn gái mày đi chơi cũng được nữa. Dạ chú. Nhưng mà tao điện là phải có mặt liền nha. Tao đi 2-3 ngày tao mới về đó. 2 ngày hả chú? Ừ. Vậy phải đổi lịch trình chứ đi bơi không chán lắm. Đổi đi chứ mày bơi 2-3 ngày trúng nước chết à. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ nha. Dạ. Đồ tao đâu? Thì chú thay đồ trên xe luôn hả? Thì thay đồ trên xe chứ thay đâu. Chưa có vợ mà tối ngày thay đồ trước mặt người ta hoài. Ủa ai biểu mà dòm vậy? Hả? Quay mặt bên kia. Quay lên đây thấy kiến chiếu hậu nữa nè. Bẻ kiến chiếu hậu qua bên. Làm như là trong trắng vậy. Thằng này đúng thiệt mệt. Cái gì? Còn ngon dữ ha. Khùng quá đi. Bánh mì ông Ngọc mới khai trương, ngon lắm. Ủa anh sao vậy? Anh nói là hai anh em mình thi đua với nhau phát. Anh đứng im ru à. Người ta đi ngang không thèm phát luôn là sao? Mày á, mày lao động bằng tay chân. Còn tao á, phải lao động bằng trí óc. Hiểu không? Chưa hiểu luôn. Thì tao phải làm cái gì, suy nghĩ cái gì nó phải ấn tượng. Người ta phải chú ý tới quán mình. Nước phát, bánh mì màu, bánh mì màu, bánh mì màu. Nó rẻ tiền lắm, biết không? Nghĩ ra gì chưa? Bánh mì ông màu, kính chào quý khách. Tập trung nha chú, con chỉ nhảy một lần thôi đó. 2, 3. Bánh mì ông màu, ngành phục vụ quý khách. Chú. Chú thấy vậy thôi, chứ mà tụi con mà tập kỹ lại là nhảy đẹp xích sắc luôn á. Dễ thương quá vậy, cho em tập trung với. Tập trung vô quan sát nha. Ok. Khoan, rồi. Chú bánh này không nào? Hơi hạnh phục vụ quý khách. Vậy mình làm liền bây giờ đi, chú tham gia nhất. Bánh này giúp tụi con. Lên chú. Đà. Chú dạ. Nhảy mới là điểm nhấn nè chú. Điểm nhấn. Rồi, nè chú nhìn kỹ nha. Bánh mì ông Mào, ơi gạch được vụ ý cách. Ba, có sao không ba? Không sao, tại chưa ăn sáng rồi. Công nhận á, chú nhảy tạo điểm nhấn. Quang đang nhảy thì cô chú nữa. Em thấy cái kế hoạch này hợp lý á nha. Chắc chắn là sẽ thành công luôn á. 1, 2, 3. Yeah. Nhạc mấy đứa ơi. Hỡi ôi, ngoài thế giới thì ồn ào. Giờ sao, bụng đã đó mà cồn cào. Nghe mà tức, giận đến bay màu. Ăn gì đây, có nghe bánh mì ông màu. Cô dì ơi, cho một mẩu bánh mì. Xin mời sơi một lần là mê ly. Bánh mì ơi, bánh mì ngon một mẩu mà siêu to. Bánh mì trứng chả, lụa thêm thịt và rau ngọt. Thank you.